Bảo xin chào. Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Một tuần nữa lại trôi qua, Quốc Bảo rất là vui mừng để gặp gỡ lại tất cả quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chắc chắn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai đội chơi ngày hôm nay. Đầu tiên là đội chủ nhà Tin Tin và Hồng Ân. Yeah. Woo. Yeah. 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 Wow. Con sao, khỏe không? Dạ con vui. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu nè. Hello. Dạ, con tên là bé Tin Tin. Năm nay con 8 tuổi. Ừ, sao nữa? Sở thích của con là đi du lịch và hát. Ủa gì nữa? Nhảy. Nhảy nữa đúng không? Rồi, còn Hồng Ân, con giới thiệu về mình nào. Dạ, con xin chào tất cả mọi người và quý vị khán giả. Con tên là Hồng Ân. Năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát, nhảy, múa, hội họa. Wow, rất là đam mê nghệ thuật đúng không? Và chú Bảo thấy là như hai tụi con có rất là nhiều điểm chung nè. Thích ca hát nè, thích nhảy múa nè. Bây giờ ví dụ mở nhạc lên, nhảy không? Dạ. Hiểu không? Dạ chị. Nhưng mà bây giờ trước khi nhảy, chú sẽ rủ thêm hai nhân vật nữa. Và ngày hôm nay đó chính là hai nghệ sĩ mà tất cả mọi người rất là yêu quý, lên đây để chúng ta có một cái đội hình rất là đẹp để chúng ta nhảy cùng nhau được không? Dạ được. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về cửa nhà của Thứ Năm Vui Nhộn. Một tràng pháo tay thật là lớn đón chào sự xuất hiện của nam diễn viên Duy Phước và nam diễn viên Dương Thanh Vàng. Hai bạn mới đâu về ạ? À? Mình đi chơi mới về. Chào hai bạn nha. Chào hai bạn. Mình sẽ tự giới thiệu. Mình là tên là Duy Phước, hôm nay mình 8 tuổi. Thích của mình là đi du lịch, nghe nhạc, mình ca hát, mình ăn gà rán, mình ăn pizza, mình bơi lội, mình quýnh tennis, mình chơi bóng rổ, mình đánh gôn, cái gì mình cũng chơi hết. Bạn nít rồi, bạn mới 8 tuổi mà sao kinh nghiệm sống bạn nhiều vậy? Ừ, cái gì tôi cũng biết đó, còn đây là bạn của mình. Chào tất cả quý vị khán giả, con là Dương Thanh Vàng, hôm nay con 6 tuổi rưỡi. Xin chào mấy anh mấy chị. Sở thích của con là được hát, được nhảy múa, được bơi lội, được làm hiệu quả. Thế là được vẽ hội họa. Thực sự tụi con để ý đi về ngoại hình bên ngoài đúng không? Thì con sẽ liên tưởng đến hai nhân vật trong bộ truyện tranh nào? Đây xin được giới thiệu, bước ra từ bộ truyện tranh Doraemon, Giant và Seiko. À vậy là Nobita nè. Đúng rồi, Nobita nè. Còn hai Doraemon. Bạn đây. Doraemon, Doraemon. Doraemon, Doraemi. Dạ, giống trai cô hơn. Rồi, và bây giờ chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của cả hai đội hình rất là dễ thương trong ngày hôm nay. Bốn thành viên này, thành viên nào cũng rất là thích ca hát, nhảy múa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một món quà đầu tiên cùng với âm nhạc 3, 2, 1, Music. Vô rồi, chạy, 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 chạy. Cắt. Với kè cũng đẹp. Cái đó là kè hả anh? Kè. Đi, con thấy chú Phước nhảy sao? Chuyện ngon lành không? Dạ không. Chứ nhảy sao? Con biết nhảy không? Đâu giờ tôi tin nhảy, tin nhảy lại đi. Rồi, và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, chúng ta đã sẵn sàng với hai đội chơi. Ngay bây giờ, xin mời hai đội chơi về với vị trí của mình. Yeah.